Titi, eat. A Di Đà Phật. Ăn nè. Ăn nữa không? Eat. Cho cá. Tụi tôi ăn nữa không? Honey không ăn hả? Honey phun ra đúng không? Honey là lên tiên chó rồi chứ không còn là thần chó nữa hả? Đúng rồi. Honey sẽ không có ăn đâu thưa quý vị ơi. Quý vị ơi, Honey không có được huấn luyện để ăn ba cái đồ sống đâu. Chỉ có con thần thú này thôi. Mai mốt nó về tự nhiên. Nó sẽ phải sống trong thiên nhiên. Rồi. Titi có ăn nữa không? Còn mấy con nữa nè. Đó, thần thú là như vậy đấy.